Xin chào các bạn, trong phần đánh giá xe ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một mẫu SUV cao cấp đã từng là chiếc SUV được yêu thích nhất tại Việt Nam đến từ thương hiệu cao cấp Nhật Bản. Vâng, đó chính là chiếc Airx. Phiên bản bên phải tôi là Airx 350, còn phiên bản bên tay trái tôi màu trắng kia là Airx 200T. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem chiếc xe này có gì đặc biệt. Có thể nói những chiếc xe Lexus đời mới ngày nay nó đã lột xác hoàn toàn so với những phiên bản cũ. Nó không còn những cái chất lờ nhờ giữa Toyota và Lexus nữa. Chính nhờ ngôn ngữ Infinity. Và các bạn có thể thấy ở ngôn ngữ này chúng ta nhận ra ngay điểm đặc trưng chính là lưới tản nhiệt hình con suốt trên chiếc xe RX này. Phần lưới con suốt này rất dày, mạ chrome chạy bọc xung quanh. Và ở giữa là những thanh ngang xe gió rất đẹp mắt và trông rất là dữ dằn. Ở trên tổng thể của chiếc xe RX này là những mặt phẳng cắt nhau tạo những hình khối, trông chiếc xe rất là gân guốc và khỏe mạnh hơn hẳn những cái nét tròn tròn so với phiên bản trước. Chưa hết, nếu nhìn vào đầu xe chúng ta sẽ để ý thấy ngay là cụm đèn pha của phiên bản RX 350 là đèn pha full LED với rất nhiều bóng đèn LED nhỏ hình móc câu hay còn gọi là hình chữ L ở bên trong, rất sáng để định vị ban ngày. Ở phần dưới thì được uốn bằng những đường nét rất là sắc nhọn, tạo cảm giác dữ dằn cho phần đầu xe. Và ở phần trong này là một đèn mở góc lái cũng được đặt trong một thấu kính rất là sang trọng. Chưa hết, lần đầu tiên chiếc RX này được sử dụng cụm xi nhan là rất nhiều những bóng đèn LED. Và khi những bóng đèn xi nhan này bật, nó sẽ không hiện cùng một lúc, nó sẽ chạy từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài. Rất đẹp, rất thẩm mỹ và tinh tế. Ở phiên bản RX 200T thì ngoại hình gần như là giống hệt so với RX 350, nhưng cụm đèn pha có một chút thay đổi, đó là không sử dụng những nhiều bóng đèn LED nhỏ bên trong mà sử dụng hai thấu kính LED cho hai bên. Vẫn đèn định vị ban ngày LED hình móc câu. Tuy nhiên, đèn xi nhan thì vẫn là đèn xi nhan thông thường thay vì là cụm đèn LED như RX 350. Và phần đèn hậu xi nhan cũng là đèn xi nhan thông thường. Phần thân xe của RX được tạo bởi rất là nhiều mặt phẳng lộ ra những đường gân chạy dọc thân xe, tạo cho tổng thể chiếc xe trông rất là cứng cáp và khỏe mạnh. Và ở cả hai phiên bản RX 350, RX 200T đều được trang bị bộ vành giống hệt nhau 20 inch, 5 chấu kép hình bông hoa cỡ lớn, trông rất là đẹp mắt và chắc chắn. Và các bạn có thể để ý thấy là chúng ta sẽ có chìa khóa thông minh dành cho cả hai phiên bản này. Mỗi khi bạn đến gần thì gương sẽ tự động bật đèn LED để chào đón chủ nhân. Và để mở cửa bạn cũng chỉ cần chạm tay vào tay nắm cửa, gương sẽ tự động mở, cửa đã mở. Và muốn khóa lại cũng chỉ cần chạm và nó sẽ hoạt động trên cả 4 tay nắm cửa. Còn ở phía sau các bạn có thể để ý ngay là trụ C thay vì thẳng xuống trông hơi bị tù thì nay đã được vuốt hở về phía sau, tạo cảm giác là xe trường hơn và rộng hơn. Ở phần đuôi xe trên phiên bản RX 200T thì chỉ được trang bị camera lùi thôi. Còn trên phiên bản RX 350 này thì được trang bị đến 4 camera cho bạn quan sát toàn cảnh 360, rất là an toàn. Và với những chiếc xe khác thì thường hay mở cốp bằng cách là đá chân hay là một hành động nào đó, thì ở trên chiếc RX này có một cách mở cốp cũng khá đặc biệt. Một là bạn ấn vào nút này, hai là bạn có thể để tay gần logo. Vâng, và như vậy là chỉ cần đặt tay vào logo, cốp đã tự mở. Và bạn muốn dừng ở đâu thì chỉ cần ấn vào đó là chiếc cốp sẽ dừng ở ngay đó. Lúc này thì đã hé lộ ra một khoảng rất là rộng. Và nếu như bị kẹt, rất may là chiếc xe có phần cốp chống kẹt. Nếu như bạn chẳng may bạn kẹp vai vào đây hay là con nhỏ trẻ nhỏ bị kẹp tay thì cốp sẽ dừng lại ngay, rất là an toàn. Và khi bạn muốn khóa cửa lại mà không muốn phải ấn tay vào trong chìa khóa hoặc là không muốn chạm vào tay nắm cửa thì chỉ cần ấn đúp hai lần là cốp sẽ tự động đóng. Và sau khi đóng xong, tất cả các cửa sẽ tự động khóa lại. Chỉ việc đi về nhà. Vâng, bước vào khoang lái của RX, các bạn có thể thấy là hai phiên bản RX 350 và RX 200T gần như là có nội thất hoàn toàn giống nhau, chỉ có một chút khác biệt rất nhỏ nhỏ.
đó là màn hình của RX200T thì có nhỏ hơn chiếc RX350 này đôi chút, cho nên tôi xin phép là sẽ giới thiệu riêng chiếc xe này thôi. Các bạn có thể để ý ngay phần đặc trưng nhất của Lexus ở trong nội thất, có thể thấy là phần ốp gỗ Shimamoku đẳng cấp và tinh tế, một loại chất gỗ rất là đặc biệt, được chế tác thủ công vô cùng tỉ mỉ. Và ở cụm đồng hồ gần giống với những chiếc xe Lexus đời trước đây, rất là đơn giản và dễ nhìn, với hai cụm đồng hồ lớn báo công tơ mét và cụm báo bóng tua. Màn hình ở chính giữa hiển thị tất cả những thông tin bạn cần biết. Ngoài ra thì ở bảng điều khiển trung tâm các bạn có thể thấy một màn hình rất là dài được điều khiển qua một cần gạt ở đây, cần gạt rất là thông minh. Ở ngay bên cạnh thì có một núm xoay vặn để điều chỉnh 5 chế độ lái bao gồm Eco, Normal, Sport, Sport Plus và có cả Customize, là các bạn có thể tự điều chỉnh. Ở ngay cạnh thì cũng có ngay một nút khóa visa trung tâm, một nút khác là tắt chức năng cân bằng điện tử đi. Chưa hết, trên Lexus RX còn được trang bị cổng sạc không dây chuẩn chi cho điện thoại. Bạn không cần phải cắm vào điện thoại nữa, mà chỉ cần đặt vào đúng vị trí bật lên là chiếc điện thoại sẽ tự động sạc. Ngoài ra thì phần ghế của chiếc RX ngồi rất là êm, với chất da đẳng cấp sang trọng, với tông màu be. Và các bạn có thể chọn nhiều màu, nhưng màu này theo cảm nhận của tôi thì nó rất là sang trọng. Ghế điều chỉnh điện và có 3 vị trí nhớ cho cả hai bên ghế, và có những cái lỗ thở ở phía dưới. Khi bạn ấn nút ở đây, chiếc ghế sẽ làm mát cho cả hai bên, cực kỳ dễ chịu. Còn một chi tiết nữa mà tôi cũng muốn nhắc đến, đó chính là hệ thống âm thanh của chiếc RX350 được trang bị hệ thống âm thanh của Mark Levinson, một thương hiệu high-end rất nổi tiếng trong làng âm thanh. Tuy nhiên, chiếc RX200T lại không được trang bị hệ thống âm thanh này. Và một số những tính năng tiện ích ở trên xe trong khoang nội thất có thể kể đến, như là rất nhiều nút bấm ở trên vô lăng để điều khiển tất cả những tính năng ở trên màn hình trung tâm kia. Đèn pha tự động, gạt mưa tự động, đèn khoang nội thất thì là đèn chạm, bạn chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là đèn sẽ sáng, không cần phải ấn nút, rất là dễ dàng. Cửa sổ chơi, mở cốp ra bạn sẽ thấy có một ngăn chứa đồ rất là rộng, với hai cổng sạc USB, một cổng AUX, cộng thêm một cổng sạc 12V nữa, rất là nhiều cổng sạc. Ở hàng ghế sau của chiếc RX này thì bạn có thể thấy là nó vô cùng rộng rãi, vì nó đã được thiết kế dài hơn so với phiên bản trước. Chiếc xe có tự để tay tất nhiên rồi, rất là êm ái, da, đệm, ngồi êm. Và các bạn có thể thấy là chiếc ghế sau còn ngả lưng được. Vâng, lúc này bạn có thể thư giãn hoàn toàn. Tất nhiên là để ngồi ở giữa thì rõ ràng là ngồi được rồi, và thậm chí là còn để chân được ở giữa, cũng rất thoải mái. Chân vẫn không chạm một chút nào cả, rất là rộng rãi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm đường trong nội thành. Trước tiên là về mẫu NX200T. Chiếc xe có sử dụng chung động cơ với chiếc NX200T 2.0, với công suất lên đến gần 240 mã lực nhờ vào hệ thống turbo tăng áp. Và với sức mạnh này thì rõ ràng là chúng ta đi trong đường trong phố thì quá thừa thãi rồi, rất là khỏe. Nếu như chúng ta đi ra những đoạn đường vắng như thế này, thậm chí là tôi đang để ở chế độ Eco, là chế độ tiết kiệm nhiên liệu nhất bây giờ. Wow, cần đạp chân ga thật mạnh rồi, là nó sẽ tạo cho bạn cái cảm giác là lưng dính vào ghế ngay. Chỉ 2.0 thôi nhưng bạn đã có được cái cảm giác đó. Một chiếc xe có thể nói là tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn rất khỏe, và lại mang một cái thân hình hoàn toàn giống hệt với phiên bản RX350. Tất nhiên một số những chi tiết nhỏ như là màn hình nhỏ hơn, hay là không có camera 360, thì thực sự nó cũng không phải là một vấn đề quá lớn với chiếc xe này. Cảm biến trước, cảm biến sau, camera lùi nữa đã đủ an toàn. So với phiên bản RX đời trước thì bản đời 2016 này, độ cách âm của nó đã vượt trội hơn hẳn. Đi trong thành phố bạn không hề nghe thấy một tiếng gì ở phía bên ngoài cả, cực kỳ êm ái. Và để làm được cái điều này, Lexus đã trang bị rất nhiều những công nghệ, từ nhỏ nhất
lốp xe, vành xe, thậm chí là kính của các cửa sổ đều được trang bị kính hai lớp, giúp xe vận hành cực kỳ êm ái. Hệ thống treo của RX 2016 là hệ thống treo đời mới, giúp xe ổn định hơn, cân bằng hơn và êm ái hơn. Và ở trên chiếc RX thế hệ mới này cũng có những cái tính năng tiện ích. Ví dụ như là bạn cần phải dừng xe để xanh đèn đỏ chẳng hạn. Tôi sẽ dừng lại như thế này. Và lúc này động cơ đã tự tắt. Bạn có thể ấn nút hold ở đây. Lúc này trên phanh bạn cũng không cần phải đạp nữa. Và khi nào bạn muốn đi thì bạn chỉ cần đạp nhẹ vào chân ga, máy sẽ tự nổ và nút hold, nút giữ sẽ tự động nhả ra. Và cũng rất đơn giản. Nhưng nhỡ đường đông mà bạn lại phải tắt bật máy liên tục như thế này thì rõ ràng là một điều rất là khó chịu. Chính vì thế có hai phương pháp. Một là bạn tắt chức năng tự động tắt máy ở ngay đây đi, ấn vào, hoặc bạn sẽ không đạp phanh sâu, bạn chỉ đạp vừa đủ để cho xe dừng thôi. Và lúc này máy cũng không tắt. Vâng, và bây giờ thì chúng ta đã chuyển sang chiếc RX 350 với động cơ 3.5 V6 gần 300 mã lực, mạnh hơn tương đối nhiều so với phiên bản 2.0, máy êm hơn khi tăng tốc và còn có thêm một vài những tính năng mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay như màn hình lớn hơn, màn hình hiển thị head up display ngay trước mắt, camera 360 độ và cả hệ thống âm thanh Mark Levinson giúp bạn thư giãn ở trên xe thú vị hơn, mặc dù là âm thanh của Lexus thông thường cũng đã rất tốt rồi. Về cơ bản thì cảm giác lái của chiếc RX 350 này không có một khác biệt nào so với chiếc RX 200T cả, nhưng khả năng tăng tốc thì wow, tốt hơn hẳn, rõ ràng là như vậy rồi. Động cơ 3.5 cơ mà. Các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu nội ngoại thất và trải nghiệm cảm giác lái đi trong phố với Lexus RX 350 và Lexus RX 200T. Xe hay sẽ tiếp tục cùng các bạn trải nghiệm hai mẫu xe này trên cung đường trường và đường đèo núi vào phần 2 của bài đánh giá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!